dây điện là một dụng cụ tạo từ trường hay một nguồn sản sinh từ trường hoạt động nhờ từ trường sinh ra bởi cuộn dây có dòng điện lớn chạy qua. Nam châm điện gồm hai phần là cuộn dây tạo từ trường và lõi dẫn hút đại từ. Khi mắc một dây dẫn điện có nhiều vòng cuốn với nguồn điện, dòng điện sản sinh một điện trường E trong các vòng cuốn. Khi dòng điện đi qua các vòng cuốn, biến đổi của điện trường trong các vòng cuốn sinh ra một từ trường B vuông góc với điện trường E. Từ trường của cuộn dây dẫn điện có tính chất giống như từ trường của một nam châm cũng hút hay đẩy một từ vật nằm trong từ trường của cuộn dây.